Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn cho ta cập nhật lại thông tin con dự án từ con ha nhận 0.5 tập cần HDD này tất cả anh em. Đây thì mình đã có một cái video hướng dẫn cho tất cả các bạn KIC đi được phân phối nha tất cả các bạn. Đây thì hiện tại những tài khoản nào mà chưa KIC thành công thì click trên phần link mô tả mình làm theo hướng dẫn của mình để được phân phối nha tóc cần này các bạn. Hiện tại tóc cần này rất là có giá trị nha các bạn. Đây thì những cái trạng thái của bạn nào mà đang KIC đang chờ xử lý nè các bạn. Các bạn vào một hồ sơ nè. Các bạn chờ mình chút nha. Các bạn nhớ like và cập nhật những clip tiếp theo, rồi các bạn cập nhật lại ngày tháng năm sinh cho đàng hoàng nha tất cả các bạn. Trong quốc gia nè. Các bạn chờ mình chút nha. Các bạn gọi vào cho Việt Nam nha các bạn. Đây dự án này mình theo dõi nó rất là lâu nha các bạn. Rồi các bạn chọn ngày tháng năm sinh của mình nè. Ngày 22 tháng 6. Thường thì những dự án nào các bạn cập nhật thông tin thì nó mới chính xác nha các bạn. Nó dựa theo thông tin này mà nó xác nhận KC của bạn, rồi các bạn cập nhật hồ sơ nha các bạn. Rồi sau khi cập nhật hồ sơ thành công các bạn nhấp vào ba dấu gạch này nha các bạn. Rồi các bạn chụp cái màn hình này là giúp mình nha các bạn. Các bạn chụp cái UID với màn hình giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn click chiếc phần link thứ hai của mình để cho nó lưu các bạn. Các bạn thông cảm nha các bạn. Rồi lưu rồi. Các bạn click chiếc phần link thứ hai của mình nha các bạn. Các bạn mở Instagram của nó ra nè. Rồi các bạn theo dõi nó nha các bạn. Tóc cần này sẽ click lên coi biết nha các bạn. Giá khá là cao luôn các bạn ơi. Rồi các bạn like cho nó một bài nha các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên nè. Rồi hai bước. Rồi các bạn trở về bên con bot Telegram nha các bạn. Rồi các bạn mở Telegram lên nè. Các bạn chờ chút nha các bạn. Các bạn group nó đâu ta. Nếu chỉ có một link thứ ba của mình có để cái link group cho nó, hoặc là các bạn tìm kiếm nè, hay đi coi nè, group nó đâu ta, group member bot vào group nó nè các bạn. Nè khoan các bạn. Đây thì những người ta cài chưa thành công ta ghi nè, UID nè, hoặc người ta cũng được các bạn, nhưng mà ghi lâu lắm các bạn ơi. Mình thì chụp màn hình đi. Rồi các bạn gỡ hai bước nè, một à, hai bước nè. Các bạn gỡ. Còn bạn nào làm biến làm thì các bạn ghi ông này không. Ông này ông cài xe, ông được, ông chấp tay ông lại nè. Đây thì mình thấy những người ta chụp nhóc cho nên các bạn. Thì các bạn làm theo như trên đây nha các bạn. Rồi vậy video mình kết thúc nha các bạn. Giá con này khá là cao nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.